Nào các con chú ý, hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm chữ TH. Chữ TH, đây là một chữ ghép. Nó có hai cách phát âm cơ bản. Cách phát âm thứ nhất được phát âm như thế này. Cho anh nhìn và biết nhé. Nhìn chú ý nhé. Có một dấu gạch ngang ở đây. Khi phát âm chữ này, các con đặt lưỡi giữa hai hàm răng phát âm chữ R. 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 Ok. Cách thứ hai. Trường hợp thứ hai không có ý này không? Trường hợp thứ hai là người ta viết hơi giống số 0 nhưng mà nó dài ra như thế này. Có dấu gạch ngang ở giữa. Để lưỡi giữa hai hàm răng đọc là sờ. Sờ. Chữ này đọc là giờ. Giờ. Chữ này đọc là sờ. Sờ. Không phải sờ. 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 Giờ. Giờ. Sờ. Sờ. Các con phân biệt với lại chữ giờ trong tiếng Việt. Không nhìn gì cả. Và chữ sờ trong tiếng Việt. Nhá. Chữ này các con đọc bình thường, tiếng Việt được biết rồi. Giờ. 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 Chữ này đọc là giờ. Giờ. Nào mở mặt lên nhìn. Tao biết. Cho anh. Biết. Cho anh đọc. Sợ. Sợ. Không phải sợ. Giờ. Không phải giờ. Sợ. Sợ, đúng rồi. Giờ. Chữ này viết có giống như giờ nhưng mà viết chữ giống như giờ trong tiếng Việt không con? Giống. Nó thế này nhá. Chữ giờ trong tiếng Việt là thế này. Ta giống cái chữ tròn tròn như là. Đấy. Nó muốn như này mà nó cắt ngang cái này. Giống như đờ đúng không? Nhưng mà cái này nó lại cong về phía này giống như số 6 ngược ấy. Nhưng mà cái này ở đoạn kia nó có hình giống tròn giống như chữ đờ. Chữ TH chỉ có hai cách phát âm này thôi. Chữ giờ và sợ. 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 Giờ. Giờ. Ngoài ra không có một cách phát âm nào khác. Nhớ chưa? Bây giờ bác cho các con một số chữ các con tự đọc. Tự đọc theo bảng bảng tiếng Anh đó. Tự đọc. Tự đọc. Ở trên tờ chữ này khó quá. Đen. Chữ này khó quá. Đen. Vít. 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 Đâu mà vít. Vít. Không phải vít. Đọc là gì? Vít. Vít khác. Vít. Bác nghe phim âm đi bác. Chữ này các con học rồi, không phải phim âm nữa. Vít. À đúng không? À làm gì có chữ à. Nào bây giờ các con chữ này cơ bản là các chữ này các con biết rồi. Giờ bạn nào đứng lên đọc sai cũng được. Các con nghĩ thế nào các con đọc thế, chủ yếu là các con đọc đúng cái âm TH. Còn những cái âm sau nếu các con đọc sai một tí thì có thể chữa được. Cho anh, đứng dậy. Đen. Đứng dậy. Stand up. Stand up. Sit down. No. Đen. Okay. This. Yes. These. Okay. Phương Anh. Dạ. Đọc lại cho anh. Dạ. Đọc rõ ràng lên. Dạ. Ok. Dạ. No. Thanh. Thanh làm gì có chữ thanh nào không? Thanh. Hả? Thanh. Thanks. 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 Thanks.
Chữ này hôm trước học rồi. Nào. Bạn nào đọc cái chữ này? Bạn nào đọc cái chữ này? Châu Anh nhìn đi. Viết như thế nào đọc như thế? Chỉ mỗi chữ TH là phát âm đúng cách thôi, theo cách riêng của nó. Còn cái bản đằng sau là viết như thế nào? Hả? Thế còn không đọc chữ TH à? Chữ TH còn đọc là gì? Bố đã bảo là tiếng Anh chữ TH chỉ có hai cách này, làm gì có chữ thờ nào? Con đọc đi, con đọc, con nghĩ như nào con đọc đi? Nhưng mẹ đọc đúng từ. Hả? Con đọc to lên con nghe. Chữ khờ con để đâu? Đọc lại. Hả? Không phải, chữ khờ cuối chữ khờ đâu đâu. Hả? Đọc to lên nào. Đọc to rõ ràng nào. Think hay là zinc? Think. Trường hợp này hay là trường hợp này? Trên hay dưới? Trên. Nếu trên thì có phát âm sai. Đọc lại. Sing. Học rồi. Dễ. Thế nào đọc thế? Dễ hả? Dạ. Chào đọc hội em. Không được nhá. Nào, chữ đầu là chữ gì? Chữ đầu là chữ gì? Đáp lý đọc là what? Phiên âm giống thật, như này chỉ khác mỗi chữ cuối thôi. Wow, we. Đúng rồi, ghép vào. We. Chữ cuối còn phát âm à? We. Đọc lại đây. We. Con đọc theo âm trên hay âm dưới đấy? We. Con đọc âm trên hay âm dưới nào? Trên. Âm trên thì con đọc như thế chưa đúng? We. Tờ thì là âm thở, âm tờ. We. Con đọc riêng chữ này có nghe ra nào? Không đọc nặng thế đâu. Giờ. Rồi con đọc chữ này đi. With. Đúng rồi. Chữ with con có thể đọc là with hoặc là with đều được. Riêng chữ with đọc hai cách đều đúng nhá. Thường thì là phần bồ người ta phát âm theo cách thứ hai là with. With. Kỳ ngắn with. Chữ này. Bao giờ bác quay vậy bác? Hai chữ y đọc là hai chữ y liền với nhau đọc là y, y dài. Y. Đọc đi Châu Anh. Z. Chữ r lại con để ở đâu? Chữ o lại con để ở đâu? Âm. Z. Thế chữ này con bỏ à? Nào. Chữ này rất quen thuộc đấy. Z. Thế còn chữ này để làm gì? Thờ đâu mà thờ, bố đã nói là từ nay trở đi bạn nào mà phát âm chữ này là thờ bố, bác sẽ vụt ngay, biết chưa? Cảnh cáo hả? Ai có bị vụt đấy? Bởi vì chữ này chỉ có ai các phát âm như này thôi. Không bạn nào được đọc là thờ, biết chưa? Ri. Bắt đầu lại nghe nào. Ri. Hả? Ri. Ri á. Thờ ri này. Thờ ri. Giờ ri. Hả? Giờ ri. Con đọc theo âm thứ nhất hay âm thứ hai nào? Âm thứ nhất. Ri. Ri chứ này không phải ở đâu. Dri. Dri á. Con thử đọc âm thứ hai nào. Âm thứ hai mà. Dri. Làm gì có chữ S gì hay âm âm gió nào cuối mà con phát âm gió? Nào. Chưa học nhưng bố bảo con nhìn con phải đọc được. Chữ này phát âm bằng một trong hai cách này. Chữ này hai chữ y đọc là y. Thế như thế rồi còn phiên âm cái gì nữa? Phiên âm cũng phải phiên âm một trong các âm bạn. Đây, thế bác phiên âm xem nào. Đọc đi cho anh. Chữ này đọc là gì? Chữ này đọc là gì? Ri. Nối hai chữ vào. Sờ. Không đọc rõ chữ sờ. Chỉ là âm gió thôi. Sờ. Không đọc rõ chữ sờ. Đây không có.
Đây không có âm nguyên âm nào ở giữa giữa không đọc là sờ được. Nào. Con đọc chữ này. Khi không có nguyên âm thì chỉ đọc là thế thôi chứ không thể đọc là sờ được. Nào đọc lại nào. Hả? Nào. Con lại cho cái này ra sau à? Âm này đứng trước cơ mà. Hả? Đọc rõ lên nghe nào. Three. Nào. Three. Ok. Three là cái gì? Three. Đúng rồi. Toàn chữ các con học rồi thôi. Lâm. Zen. Con đọc tiếng Việt đấy à? Đang học cách phát âm chữ này. Đó. Con đọc chữ này. Dở. 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 Để lưỡi giữa hai hàm răng. Dở. Dở. Nào. Phương Anh gửi ý thôi. Dở. Dở. Thè hẳn lưỡi ra. Dở. Dở. Thè hẳn lưỡi ra khỏi hàm răng. Dở. Dở. Zen. Hai bạn kia theo dõi, bạn ấy đọc. Zit. Zit. This. This. These. These. That. 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 Thank. Thanks. Thank. Con không phát âm được chữ S. Thanks. 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 Yeah. Think. Không phải think. Think. Con phát âm hai chữ này như là tiếng cổ. With. Three. Không phải sh. Three. Ok. Bây giờ việc của con là chỉ thước kẻ lên các chữ ở trên bảng nào không đủ uốn éo, tập trung vào. Không cần. Con chỉ từng chữ một trên bảng, chỉ các chữ mà không phải phiên âm ấy. Xong rồi con đọc rõ nét lên xem cái chữ đấy đọc là gì. Chữ đấy đọc là gì? This. Không phải, con đọc dài quá. This. Come on. That. Okay. That. Đọc rõ lại chữ đấy xem nào. These. Ok, these. Chữ đấy đọc dễ mà. Nào, chữ kia đọc là O chứ không phải ao. Đọc cả chữ xem nào. Those. Âm cuối con không phát âm à? Those. Con đọc lại rõ ràng hơn à? Those. Ok, those. Then, good. Dòng dưới. Hết rồi. Dòng dưới hết cơ. Hết đâu, dòng thứ 3. Dòng thứ 3 là còn phiên âm. Phiên âm rồi. Dòng thứ nhất là chữ TH đọc là the. Dòng thứ hai là phiên âm. Dòng thứ ba là các trường hợp chữ TH đọc là sờ. Dòng thứ tư là phiên âm cách đọc của dòng thứ ba. Dòng có dòng lắm. Thanks. Lại đọc thanh rồi, bố vụt cho bây giờ. Thanks. Ok, thanks. Chữ đấy viết như thế nào, đọc như thế dễ, như thế mà con phát âm được à? Vừa mới học xong, trên bảng chưa còn xóa kìa. Nhìn phiên âm đọc đi xem nào. Em ơi, em học rồi cái kia. Con nhìn phiên âm con đọc đi. Học rồi mà. Có phiên âm rõ ràng rồi cơ mà. Đọc rõ nào.
Chữ N kéo dài xuống đọc giống chữ gì trong tiếng Việt? Thế để nối vào, nối hai chữ vào với nhau. Nào, cái chữ đầu tiên là gì mà con đọc thế? Đúng rồi. Con đọc lại chữ đầu tiên thế nào? Chữ đầu tiên của cái dòng đấy. Chữ đầu tiên con vừa mới đọc, chữ bên ngoài cùng kìa. Đúng rồi. Rồi, thế chữ bên cạnh mà con không đọc được à? Nó chỉ thay chữ A bằng chữ Y thôi mà con không đọc được à? Nào, cố lên. Nghĩ đi. Gì nào, đọc rõ xem nào. Thế chữ đầu con không đọc à? Con lại đọc cuối cùng à? Con đọc lại cũng nghe, đọc rõ ràng, không được đọc bé. Đọc rõ ràng xem nào. Hả? Ink. Thế chữ sờ đâu? Không có chữ sờ là chữ này đâu. Bố bảo con đọc cả chữ cơ mà. Bố chỉ bôi đỏ cái chữ đấy để cho con nhận ra rằng cái chữ đấy là phiên âm như thế thôi. Chữ xanh con đọc đúng rồi, con nối thêm chữ đỏ vào nữa là ok. Nào. Đúng rồi đấy, lưỡi để thế là đúng rồi đấy. Think, good. Tree. Nào, chữ đầu tiên con đọc không tree. Rõ. Hả? Tree. Không phải tree, bố có bảo con chữ đấy đọc là tree đâu. Con nhìn lại phiên âm đi. Tree. Hả? Tree. Không phải chữ tờ chứ, bố có bảo chữ tree đâu mà con đọc là tree. Chữ này là bố. Chữ tree thì đúng rồi, còn chữ trước đọc là gì? Thế tại sao con đọc là tree? Tree. Đọc rõ ra nào? Tree. Không phải tree. Three. Three. Không phải tùy. Nào. Three. Three. Sa. Sa. Three. Three. Không phải free. Không phải pha. Sa cơ mà. Three. Con đừng đọc rõ chữ sa ra, nó chỉ là âm gió thôi. Sa. Three. Three. C. Không phải C. Three. Three. Good. With. Đúng rồi. With. Ok. Bad. Không đúng, con phát âm chữ A chưa đúng. Không dài mà. Không, cái chữ đấy đâu phải là ấy, phiên âm thế kia mà. Chữ phiên âm đọc là gì? Hả? Pet. Con đọc chưa đúng âm dài mà chưa tròn môi, chưa tròn mồm. Pet. Không có chữ tờ nào đấy cả. Pet. Phiên âm chữ kia đọc là gì? Con đọc mỗi chữ, phiên âm A có hai dấu chấm thôi. Chữ A có hai dấu chấm, phiên âm như thế đọc là gì nào? Bố đọc, bố bảo đọc mỗi chữ A có hai dấu chấm thôi thì đọc thế nào? A. Không đúng, A là chữ. Đúng rồi, O. Hot. Đúng rồi. Pause. Hả? Pause. 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 Okay, good. Nào. Xong. This. Good, this. That. No, no, Anna. That. What? That. That. Không đọc là that. That. Chữ đấy không đọc là A, chữ đấy đọc là A. That. That. Không phải that. Làm chữ con nhìn phía đông con đọc đi. Chữ vợ phụ âm đầu con đọc đúng rồi. Giờ đọc đúng rồi. Chỉ có vần con đọc không chuẩn thôi. Yes. Không có âm S gì nào đằng sau con đọc cái con có một cái tật là chuyên môn là cho âm S vào đằng sau chữ. Cái đấy con phải sửa ngay. Chữ này kết thúc bằng chữ âm th, chứ không phải âm s. Yes. Vẫn ra âm sở rất rõ. That. Yes. That. That. Đúng. That. Ừ. That. That.
What? Âm đầu đọc là gì nào? Giờ hay sờ? Chữ đấy mà đọc là sờ à? Tại sao chữ trước con đọc là this, là that mà chữ đấy con đọc là sờ được nhỉ? Phiên âm giống nhau như thế mà con lại đọc khác nhau là làm sao? Tất cả các chữ màu đỏ phiên âm giống nhau cơ mà, thì nó phải được đọc giống nhau chứ. Nào, chữ đọc là gì? Chữ màu đỏ đọc là gì? Dạ. Đúng rồi, giờ. Thế bây giờ là ghép vần vào. Chữ thứ hai là chữ gì? Sau chữ giờ là chữ gì? À, chữ gì? Ai. Đấy không phải chữ ai. Trong phiên âm người ta ai gọi là chữ ai? Ở ngoài thì mới là chữ ai. Trong phiên âm ai gọi là chữ ai? Đấy là chữ gì hả Lâm? Đứng dậy xem nào. Gì? Bác đang hỏi cái chữ y có hai dấu chấm là chữ gì? Gì? Bác chỉ hỏi chữ y có hai dấu chấm là cái gì thôi. Y. Y gì hả con? Y dài. Đúng rồi, y dài. Hiểu chưa? Thế đọc làm sao nào? Đọc cả ghép chữ ấy vào. Dài. Dạ. Bác đã bảo có đọc là dài đâu con. Cái đấy là đọc là y. Ủa? Châu Anh đọc cho chị từ đấy sao đọc rõ ràng hơn nào. These. À. Đã gọi là phiên âm là trong phiên âm là viết thế nào đọc thế. Hai chữ giữa đọc là O. Phiên âm giống chữ O ở trên. Phiên âm giống chữ O, viết một chữ O đấy. Thì đọc thế nào? O, O, Dâu. Those. Có chữ Z ở cuối. Those. Tiếp chữ cuối cùng. Then. Then. Sun. Con đọc cả hai âm cuối đi, con đọc toàn bỏ âm thôi. Có chỗ thì thừa, có chỗ thì thiếu. Đọc rõ lên xem nào. Thanks. Đọc gần đúng rồi, rõ lên. Thanks. Good, thanks. Now. Think. Yes, thinks. Think. Think. Tiếp. Tiếp. Đọc lại. Three. Okay, good. With, good, very good. Pass. 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 Con đọc chữ A. A. Pass. Pass. Okay. This. 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 Tiếp. That. 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 These. Good. Those. Good. Then. 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 Jesus. Thanks. Thanks. Okay. Think. Okay. Think. Three. Three. Good. With. With. Okay. Pause. Pause. Very good.